Sáng ngày 23 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cùng trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tiêm 3.020 liều vaccine cho các đối tượng theo quy định. Loại vaccine được tiêm lần này là AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm. Để thực hiện tốt việc tiêm ngừa COVID-19, người được tiêm phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khai báo y tế theo mẫu, khám sàng lọc. Sau khi tiêm được theo dõi 30 phút để xử lý các dấu hiệu phản ứng nếu có. Cán bộ nhân viên y tế cũng hướng dẫn chi tiết về các biểu hiện bất thường cần quay lại hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí. Tính đến nay, huyện Châu Thành đã tiêm được 28.902 liều vaccine COVID-19, trong đó mũi 1 là 21.790 liều và mũi 2 là 7.112 liều.